10 điểm đến du lịch phổ biến ở Việt Nam trong tháng 4, năm 2022. 1. Đà Nẵng. Với vị trí gần các di sản thế giới được UNESCO công nhận bao gồm Cố đô Huế, phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn, Đà Nẵng là một trong những điểm đến du lịch được yêu thích nhất ở miền Trung. Thành phố này cũng có những thắng cảnh của riêng mình bao gồm Ngũ Hành Sơn, bãi biển non nước, bãi biển Mỹ Khê, khu du lịch Bà Nà Hill, núi Sơn Trà. 2. Đà Lạt. Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên và những công trình kiến trúc cổ. Các thắng cảnh thiên nhiên của thành phố gồm Hồ Xuân Hương, Đồi Cù, Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thác Brang. Thành phố cũng có nhiều công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp thuộc bao gồm công sở, trường học, nhà thờ và hàng nghìn biệt thự, dinh thự ở khắp thành phố. 3. Vũng Tàu. Vũng Tàu là thành phố biển có khoảng cách địa lý rất gần với thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, đây là điểm du lịch biển lý tưởng cho một chuyến đi ngắn ngày, với chi phí tiết kiệm dành cho du khách đến từ thành phố lớn nhất cả nước. Ngoài các bãi biển, Vũng Tàu có một số thắng cảnh văn hóa bao gồm chùa Thích Ca Phật Đài, tượng chúa Kitô Vua, Bạch Dinh. 4. Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến dành cho du khách yêu thích nhịp sống sôi động. Thành phố sở hữu những tòa nhà chọc trời, những con phố nhộn nhịp và các trung tâm mua sắm đẳng cấp. Ngoài những địa điểm vui chơi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng có hệ thống 11 viện bảo tàng, nhiều nhất ở Việt Nam. Các bảo tàng này chủ yếu về đề tài lịch sử, trong đó Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có quy mô lớn nhất thành phố với 30.000 hiện vật. Thành phố cũng có những công trình tôn giáo và lịch sử nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập. 5. Phú Quốc. Hòn đảo lớn nhất Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch biển hấp dẫn nhất đối với du khách trên khắp Việt Nam cũng như từ nước ngoài. Trong khi lượng khách quốc tế vẫn đang hồi phục sau đại dịch Covid-19, khách trong nước đang đổ xô đến Phú Quốc trong những tuần gần đây. Một vài năm trở lại đây, đảo Ngọc nhận được những khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phú Quốc sở hữu nhiều khu du lịch, resort, khách sạn cao cấp như Vinpearl Phú Quốc, JW Marriott Phú Quốc. 6. Hà Nội. Hà Nội là trung tâm du lịch văn hóa hàng đầu ở miền Bắc. Thành phố thủ đô có tuổi đời hơn 1.000 năm, sở hữu nhiều di tích cổ xưa. Trong số khoảng 40.000 di tích ở Việt Nam, Hà Nội chiếm gần 1/10. Những di tích nổi tiếng ở thành phố bao gồm Hoàng Thành Thăng Long, tháp rùa nằm giữa Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Một Cột. 7. Nha Trang. Nha Trang là điểm du lịch biển được nhiều du khách ưa thích, đặc biệt là trong mùa hè. Thành phố có đường bờ biển dài khoảng 7 km chạy dọc vịnh Nha Trang. Khu vịnh này có 19 hòn đảo lớn nhỏ, với đảo lớn nhất là Hòn Tre. Thành phố có các điểm du lịch bao gồm khu resort Vinpearl Nha Trang, Viện Hải Dương Học, chùa Long Sơn. Nha Trang từng tổ chức các cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước và thế giới gồm Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái Đất. 8. Hội An. Di tích phố cổ Hội An là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Đây từng là một thương cảng quan trọng của Đông Nam Á, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Ngày nay, thành phố là điểm du lịch hấp dẫn cả du khách trong và ngoài nước, với những công trình kiến trúc có lịch sử lâu đời. Không chỉ có những di tích vật thể, Hội An còn sở hữu những nét văn hóa độc đáo. Ví dụ như lễ hội đêm rằm phố cổ vào các ngày 14 âm lịch hàng tháng. Vào buổi tối hôm lễ hội, toàn thành phố tắt đèn điện và thắp đèn lồng, tạo nên một cảnh tượng đẹp huyền bí. 9. Huế. Huế từng là thủ đô của nhà Nguyễn triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Vì vậy, thành phố này có vô số các di tích lịch sử, lăng mộ, chùa chiền. Cố đô Huế là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Dọc theo sông Hương, thành phố còn rất nhiều những di tích khác như lăng vua Minh Mạng, Khải Định và Tự Đức hay chùa Thiên Mụ. Thành phố cũng có những di sản văn hóa phi vật thể bao gồm Nhã Nhạc Cung Đình và các món ăn đặc sản như bún bò, cơm hến, bánh bèo. 10. Quy Nhơn. Quy Nhơn có sự kết hợp của những thắng cảnh biển và những di tích văn hóa cổ. Thành phố từng lọt vào top 20 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2020 do Hostel World xếp hạng. Các thắng cảnh biển của Quy Nhơn bao gồm Eo Gió, bãi biển Kỳ Co, Hòn Khô. Các di tích văn hóa của thành phố bao gồm Tháp Đôi, khu tháp cổ của người Champa được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, chùa Long Khánh được xây vào cuối thế kỷ 18,